2 năm Trinh chia sẻ với cô chú anh chị cùng các bạn một món ăn cũng liên quan tới ếch, đó là món ếch nướng Campuchia. Ếch nướng Campuchia này có thể xem là một món ăn đường phố của người dân Campuchia. Nó phổ biến ở vùng tỉnh biên Kỳ Tôn của tỉnh An Giang. Để làm cái món ếch nướng Campuchia thì cái nguyên liệu không thể thiếu đó là cái phần lá chúc, hay còn gọi là chanh thái của người dân Campuchia và người Thái Lan đó cô chú anh chị các bạn. Tỏi, hành và một ít cái phần sả cọng. Sả cọng này Nam đã bào ra rồi nha. Bây giờ Nam sẽ cho cái phần ớt này vô một cái thau để mình tiến hành mình tẩm ướp cho nó thấm gia vị ha. Sử dụng nó là từ 3 đến 4 cái lá chúc. Nam sử dụng 4 cái lá chúc nha. Lá chúc này các cô chú anh chị nhé, sử dụng ít thôi, sử dụng nhiều quá thì cái thức ăn mình nó có cái vị nhẵn, vị đắng ha. Nam sử dụng mà là 4 cái lá chúc và 5 cái chấp tỏi. Tỏi thì các chị anh chị các bạn nếu mà muốn cái gia vị thức nó nồng hơn á thì mình cho tỏi nhiều ha, còn mình không thích tỏi thì mình cho ít lại, hoặc là mình có thể sử dụng cái phần bột tỏi để mà thay thế á. Phần hành này thì Nam sẽ cắt mỏng mỏng ra cho nó dễ xay á. Với những cái món nướng á thì Nam nên góp ý là nên mình những cái gia vị như là hành, tỏi, sả mình nên xay ra, hoặc là mình đâm giả nhuyễn ra đó. Và khi đó mình giả nhuyễn, mình xay nhuyễn như vậy á, mình sẽ ướp gia vị á, mình ướp vào cái thực phẩm nó sẽ mau thấm và nó ngon hơn các anh chị các bạn ha. Nam cho vô đây là 2 thìa canh đầy nước tương. Và 1 thìa canh đường thốt nốt ha. Nam là người An Giang thì An Giang ngoài cái đặc sản làm mắm ra thì nó còn có phải kể đến là cái phần đường thốt nốt nữa. Đường thốt nốt mình kho cá với lại mình nướng thịt ăn rất là cái vị rất là ngon anh chị các bạn, cho nên Nam rất là thích đường thốt nốt. Nửa muỗng cà phê bột ngọt ha. Nam cho Nam là 1 thìa cà phê đầy cái phần ngũ vị hương luôn. Thật ra ở đây là Nam sử dụng là thập tam vị á, thập tam vị nó có 13 vị, còn cái ngũ vị hương thì nó có 5 vị thôi. Nam cho nữa thì cà phê cái bột màu điều cho cái phần ớt nướng mình nó có cái màu nó đỏ đỏ cho nó đẹp ha. Ngoài ra để tăng cái vị của món nướng mình á thì Nam cũng sử dụng thêm đó là một thìa canh cái phần sả tế cho cái món nướng mình nó có cái vị cay cay á, để mà nó kích thích cái vị vác, cái vị giác đó anh chị các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này ha. Nam sẽ cho cái hỗn hợp gia vị này vào cái phần ớt để mình tẩm ướp nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều và mình để cái phần gia vị này cho nó thấm cái thịt ớt khoảng 30 phút. Rồi sau đó mình sẽ đi nướng. Trong thời gian chờ đợi cái phần thịt ớt nó thấm ở đây thì mình sẽ tiến hành mình làm cái phần nước chấm ha. Thật ra cái phần nước chấm hải sản này Nam đã có chia sẻ trong cái clip gà đốt ô thơm rồi, bây giờ Nam sẽ chia sẻ lại thôi. Ở đây Nam sẽ sử dụng là 5 thìa canh đường cắt trắng ha, 5 thìa canh đầy luôn. Nam sử dụng
6 cái tép tỏi. Một trái ớt. Gọi cái ớt mà ớt bây giờ đang phở thì các bạn người ta gọi là ớt sừng trâu nữa. Nam sử dụng là 5 cái lá trúc. Lá trúc này anh chị các bạn nên sử dụng ít là thôi ha, nhiều quá nó đắng. Và 50ml nước cốt trái trúc anh chị các bạn, cái trúc á, trái trúc 50ml nước cốt trái trúc này nó tương đương với khoảng 3 trái á. Nam xài Nam sử dụng 3 trái trúc á. Và Nam cho thêm nó là 50ml nước lọc. Nước lọc với lại nước cốt trái trúc là tỷ lệ 1:1 ha cho các bạn ha. Nam sẽ cho vô đây là 2 thìa canh nước mắm ngon ha. 2 thìa canh đầy luôn á. Nam sẽ cho vô đây là nửa thìa cà phê muối. Các anh chị sử dụng ở đây là Nam sử dụng cái muối thường thôi ha, muối biển á, muối thường thôi chứ Nam không sử dụng cái phần muối iốt anh chị các bạn ha. Rồi mình sẽ xay đều cái ống hộp này. Nếu mà các anh chị các bạn mà muốn làm cái muối ớt xanh á thì các anh chị mình sử dụng ớt xanh nha. Còn nếu là muối ớt đỏ thì mình sử dụng ớt đỏ. Mình nếu mà anh chị các bạn muốn cho nó có màu đẹp tí xíu thì anh chị các bạn có thể cho thêm cái phần bột màu điều á, thì cái phần cái nước chấm mình nó sẽ có màu đỏ, nó sẽ đẹp ha. Cái phần nước chấm mình coi như đã làm xong rồi anh chị các bạn. Với cái liều lượng này thì Nam cái liều lượng gia vị như thế này thì nó phù hợp với khẩu vị của gia đình Nam á, cho nên là Nam không cần phải nêm lại ha. Và phần ớt mình đã thấm xong ha các bạn ha. Bây giờ Nam sẽ tiến hành Nam sẽ nướng nha. Nam sẽ cho vô cái lò này Nam nướng. Bây giờ Nam sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ C ha. 150 đến 160 độ C, Nam sẽ nướng 160 độ C ở trong vòng 30 phút nha. Giờ Nam sẽ khởi động đó nè. Trong vòng 30 phút. 30 phút mình trừ heo cái phần lò nó khởi động anh chị các bạn ha. Ớt mình cũng đã nướng xong ha cô chú anh chị các bạn ha. Để Nam lấy ra cho cô chú anh chị các bạn xem ha. Nướng Campuchia này thì Nam đã thực hiện xong ha. Cái phần ớt nướng Campuchia này thì Nam thực hiện nó hơi khác cái người bản xứ một tí ha. Người bản xứ thì họ sử dụng cái phần bột nghệ nó hơi nhiều, với lại cái phần xả họ băm nó rồi họ ướp cho thôi. Còn này là cái gia vị á thì Nam đã xay nhuyễn rồi Nam sẽ tẩm vô luôn.